Tỉnh Quảng Trị có 12 con sông lớn nhỏ, trong số đó có hai cái tên đã trở nên nổi tiếng trên bản đồ lịch sử thế giới. Một là sông Bến Hải, vị tuyến 17, và cái tên còn lại là Thạch Hãn, con sông lớn bắt nguồn từ phía đông của dãy Trường Sơn đổ ra cửa Việt. Mùa hè năm 1972 đã mãi mãi nằm lại trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Ở mảnh đất này thì Thạch Hãn có nhiều điều để nói hơn là một tên sông. Của tôi thì được xem như là gần như là cái bài đầu tay. Tôi viết năm 1997. Từ bé là tôi sống ở Bắc, học ở trường nghệ thuật quân đội. Từ năm 83 đến năm 90 thì tái lập tỉnh và tôi về. Lúc đấy thì là được 3 năm sau thì tôi lại đi học đại học ở Huế. Thành ra là cái ở với quê hương không được nhiều. Dần dần từ cái bài Mối Đá sau này liên tiếp những cái tác phẩm về Quảng Trị ra đời. Và lúc đấy mình mới nhận ra rằng là mình chính là người ở đây. Và phải ở đây mới làm được cái việc đấy. Bởi vì đây là vừa là nó là cái quê hương chôn trong cắt rốn của mình. Vừa là nó cái đất để nó nuôi dưỡng cái tinh thần, nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Để mình viết lên được những cái tác phẩm về cái mảnh đất này. Tôi không làm âm nhạc, nhưng mà tôi gửi cho Vũ những cái suy nghĩ. Suy nghĩ ấy có khi chỉ là những cái ý, cái tứ, mà thậm chí là những cái lời thơ. Gia tài văn hóa lịch sử nó để lại hôm nay thì người ta thấy Quảng Trị của cái cuộc chiến tranh cách mạng. Vì nó là nơi đối đầu khốc liệt nhất. Nó kéo theo đó là sự hy sinh mất mát lớn nhất. Nhưng nói về Quảng Trị nó không phải gì có thể. Cái mảnh đất này nó có một cái chiều sâu lắng cặn của một cái văn hóa rất lâu đời. Nó đúc kết lên cái nhân cách, cái tính cách của con người Quảng Trị. Mà trong khó khăn, trong gian khổ, trong mất mát, trong ly tán, đầy một cái chất lạc quan, tin tưởng. Nhà văn Kim Lân có nói với anh em viết trẻ chúng tôi lúc bây giờ một câu thế này: anh hay viết cái gì anh thuộc nhất. Với những cái người tác giả như tôi, rồi đến cái thế hệ như thế hệ của Vũ hoặc là của những anh em khác, đã có thể gọi là thuộc cái mảnh đất này, thuộc cái hơi thở của nó, cái hồn vía của nó. Miễn là anh sống, anh dấn thân, anh sống thế nào để anh thuộc. Còn thì khi anh thuộc rồi thì anh được ở đây, anh viết trực tiếp cũng tốt. Mà anh không có điều kiện anh ở đây, anh ở Sài Gòn, anh ở Hà Nội, thậm chí anh ở nước ngoài, mà anh viết về cái mảnh đất này với tất cả cái tấm lòng, cái tâm huyết và với cái thuộc của anh, thì anh viết vẫn hay. Tôi nghĩ thế. Có những tình yêu tự nhiên hơn cả hơi thở. Yêu mảnh đất nơi mình sinh ra là một tình yêu như thế. Giống như huyết mạch nuôi dưỡng tâm hồn, cha truyền, con nối. Tình yêu ấy khiến cho bước chân của mỗi người con Quảng Trị, dù đi đâu cũng mong được trở về. Anh ôm trong mình khối đá còn rêu xanh. Từ đầu nguồn rào quán Đắk Rông âm thầm xuôi về nơi em. Cuối dòng sông Thạch Hãn, em có nghe chăng hương muối của rừng xanh có từ nơi anh nồng nàn thầm lặng. Đá ơi sâu nặng mấy ngàn năm,
kiên trinh như lòng người Quảng Trị, vất vả cam go đã đổ mồ hôi, đã đổ mồ hôi. Thành Hán, Thành Hán ơi, phía ấy hướng chân trời cửa Việt, có loài hoa nở ra từ cát bạc, có cửa sông mặn mùi đại dương và dòng sông mặn mồ hôi của đá. Sao quang đất rồng, tình yêu đôi ta từ đâu nguồn huyền thoại. Nâng bước chân con đường bằng đá lát, xây tương lai từ sắc khói xi măng. Mãi rồi rào quán lung linh, sóng sao có mặn muối nở hồng tình trong lòng. Nỗi nhớ kỷ niệm xưa từ ba lòng đập chấm xa xôi, con đò em xuôi về nơi anh cuối dòng sông Thạch Hãn. Ôi những tháng năm gian khó của Trường Sơn, nhớ một câu ru cồn cao cửa Việt, gió lay cánh vọng giữa ngàn xanh, nôn nao nhớ cố thành Quảng Trị, khói lửa thương đau, trắng một vành khăn, trắng một vành đai. Thành Hán, Thành Hán ơi, con nước vẫn xuôi về cửa Việt, như lòng anh thủy chung cùng nước mặn, như mồ hôi trộn mùi đại dương và dòng sông mặn mồ hôi của đá. Sao quang đất rồng, tình yêu đôi ta từ đâu nguồn huyền thoại. Cho hôm nay con đường dài xuyên á, ta bên nhau cùng nón nước đi lên, sông dài biển lớn mênh mông, non chiếu lặng nghĩa tình về đây. Thành Hán, Thành Hán ơi, phía ấy hướng chân trời cửa Việt, có loài hoa nở ra từ cát bạc, có dòng sông trộn mùi đại dương và dòng sông mặn mồ hôi của đá. Sao quán đắc rồng, tình yêu đôi ta từ đâu nguồn huyền thoại. Nâng bước chân con đường bằng đá lát, xây tương lai từ sắc khói xi măng. Sông dài biển lớn mênh mông, nước non chiếu nặng nghĩa tình về đây. Sông dài biển lớn mênh mông, nước non chiếu nặng nghĩa tình về đây. Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc mà có lẽ bất cứ người Quảng Trị nào cũng đều thuộc, của chính tác giả, nhạc sĩ Xuân Vũ đang có mặt ở đây. Không biết là ngày hôm nay khi xem phần biểu diễn này, phần trình diễn này được dàn dựng trên sân khấu, thì đó có phải là cách mà người Quảng Trị hay hát
về bài hát Mồ Hôi Đá không ạ? Vâng, trước hết là cảm ơn nhạc sĩ Thanh Phương đã cho một cái bản phối rất là hay. Cảm ơn ca sĩ Thanh Xuân Hảo và nhóm múa đã dàn dựng một cái tiết mục, cái tác phẩm của tôi rất là công phu. Tôi nghe thì tôi thấy nó không khác nhiều so với cách đây 20 năm tôi viết, và bây giờ tôi nghĩ lại là sao lúc đấy lại viết được như thế. Cũng không hiểu được vì sao, mà chắc là có lẽ xa quê hương nhiều cho nên là nhớ nhiều. Và cái bài hát hôm nay thì mang lại cho tôi một cái xúc động thực sự là rất hay, rất cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh. Đến giờ phút này anh là một trong số những nhạc sĩ trẻ nhất có bài hát được giới thiệu trong giai điệu Tự Hào. Điều này có ý nghĩa như thế nào với anh ạ? Vâng, chắc chắn là quá tự hào rồi. Bản thân tôi tự hào, và gia đình bố mẹ tôi khi xem chương trình thì chắc chắn là sẽ rất tự hào. 20 năm làm nghề thì tôi có được 20 cái giải thưởng lớn nhỏ, chưa bao giờ bố khen. Nhưng mà tôi biết sau lưng là bố cũng đi khoe rất nhiều. Và cái điều đấy là tôi cũng rất vui, nhưng mà tôi cũng không cần bố phải khen trực tiếp. Chỉ cần biết bố chứng giám cho cái việc làm của con xứng đáng cái kỳ vọng của bố, thế là mừng rồi. Bên cạnh người cha của mình, bên cạnh gia đình Tự Hào, thì tôi nghĩ là bất cứ người con Quảng Trị nào cũng sẽ tự hào khi nghe bài hát này. Bản thân em là một người con của quê hương Quảng Trị thì em đã rất là thuộc rồi. Năm em 6 tuổi thì bài hát này đã ra đời. Và bài hát này lúc em được nghe lần đầu tiên là của một người anh là ca sĩ ở Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị hát, là ca sĩ Văn Quý. Và đến hôm nay, ca sĩ Xuân Hạo cũng là một người con, là một người đồng hương của em ở Quảng Trị, thì không có điều gì tuyệt vời bằng một người con được lớn lên trên quê hương Quảng Trị sáng tác bài hát này, và thể hiện cũng chính là một người Quảng Trị nữa. Cảm ơn bạn. Tôi có thể thấy được ngay sự vui mừng và sự hãnh diện của bạn khi là đồng hương của nhạc sĩ Xuân Vũ và nghe bài hát này, đúng không? Xin được quay trở lại với anh Xuân Vũ ạ. Với tình yêu quê hương của mình như vậy, trong những năm tháng anh học ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ở ngoài Hà Nội, và sau đó thì quay về, thì ngoài những tác phẩm như Mồ Hôi Đá thì anh có viết những tác phẩm nào khác nữa không ạ? Tôi viết cũng nhiều, cũng tương đối nhiều về Quảng Trị. Nếu mà ca khúc thì mà quê hương tôi sử dụng thì tầm độ gần 30 bài. Còn ngoài ra thì tôi viết nhạc cho sân khấu, cho kịch nói. Rồi thì cũng viết một số thể loại đấy, cho đến đi học cao học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia thì có viết một cái giao hưởng mang tên là Thạch Hãn Cổ Thành, và cũng được một cái giải của Liên hiệp mà Hội Văn học Thành phố Hồ Chí Minh trao giải nhì. Viết giao hưởng hay viết khí nhạc thì cũng viết để đấy thôi. Chứ cũng không có cái điều kiện mà dàn dựng. Còn ca khúc thì có thể là lo trang trải cái cuộc sống gia đình cho vợ cho con. Hai nữa là nó cũng nhanh để nó để lại những cái cảm xúc bất chợt của mình. Trong các ca khúc của mình thì chủ đề nào làm cho anh tâm đắc nhất khi viết về quê hương của mình? Có nhiều người nói là nhạc mày già quá. Mày đúng là mày đi với các cụ, mày chơi với các cụ, nhưng còn thành ra nhạc mày quá già, mày trẻ thế này, sao mày không viết nhạc tình yêu với các thứ. Nhưng mà tôi nghĩ là một cái người con Quảng Trị sinh ra sau chiến tranh, mình nên khơi gợi lại để nhắc cho cái lớp lứa sau này nữa, lứa con cháu của mình phải nhớ và phải ghi nhớ tất cả những cái lịch sử oai hùng của đất nước nói chung và của Quảng Trị nói riêng. Xin được hỏi nhà báo Huy Thịnh ạ. Tôi thấy anh rất là tâm đắc với bài hát này. Anh có thể nói về suy nghĩ của mình. Ngay trong chiến tranh, tôi cho rằng các danh hiệu cao quý nhất đó là các nhạc sĩ. Chỉ bởi vì chỉ bằng một thời gian rất ngắn thôi, các ca khúc đã nâng mình, nâng chúng tôi vào những cái tâm thế mà nó tuyệt vời. Đang ở lúc mà khó khăn, mà có cái âm nhạc nó chắp cánh thì kinh khủng lắm. Cho nên tôi vừa xem và tôi đánh giá đây là một cái tác phẩm âm nhạc sân khấu hoàn hảo, màn minh họa tuyệt vời, đẹp không thể tưởng tượng được. Và giọng của Xuân Hảo thì nét kinh khủng. Chúng tôi có thể hiểu được niềm xúc động của những người lính, những người cựu chiến binh từng chiến đấu, từng phải băng mình qua dòng Thạch Hãn để vào đến thành cổ. Trong đó có cả những chú cựu chiến binh của Trung đoàn 48, là trung đoàn được mang tên
của con sông đúng không ạ? Là Trung đoàn Thạch Hãn và nhà báo Đỗ Thu Hà. Tôi đoán rằng là đây có thể là lần đầu tiên chị được nghe bài hát này. Khi nhận lời tham gia chương trình thì tôi, theo thói quen nghề nghiệp thôi, thì tôi có phải đi search bài này để nghe trước. Thì nói thật là kết quả tìm kiếm thì rất là ít, nhưng mà tôi cũng đã có nghe qua loa máy tính thì nó không có cái sức sống như thế này. Cũng như tất cả các bài hát về Quảng Trị mà chúng ta đã biết thì bài hát này có quá nhiều địa danh, và các địa danh thì đã được những cái tác phẩm nó bất hủ trước, các chú các anh nói hết rồi, các địa danh thì đều quen nhưng giai điệu thì không quen. Nhưng có lẽ là bởi vì cái không khí mà các chú các anh vừa mới gây nên nó mang cho người xem trong khán phòng này quá nhiều cảm xúc. Thứ hai là tôi xin bày tỏ cái sự hâm mộ của tôi đối với ca sĩ hát rất là tuyệt vời, giọng anh rất là thích hợp cho ca khúc này, và hơn nữa là có cái mối giao tiếp trực tiếp với tác giả cũng như là với cái người con Quảng Trị ở đây. Thì thực sự tôi thấy là bài hát này, tôi hiểu là vì sao người Quảng Trị lại yêu quý nó đến thế. Xin cảm ơn chị Thu Hà rất nhiều. Lúc này thì chúng tôi muốn dành một câu hỏi cho nhạc sĩ Trọng Lưu, là con trai của nhạc sĩ Trọng Loan. Có cái điều gì đó khác biệt ở trong cảm xúc của những nhạc sĩ không phải người Quảng Trị viết về Quảng Trị so với những người mà sinh ra ở Quảng Trị viết về Quảng Trị? Có điểm gì khác biệt nhau hay không? Đúng là cũng có những cái điểm khác biệt. Tuy nhiên thì tất cả các cái ca khúc hay là các cái tác phẩm âm nhạc nói chung, tôi nghĩ rằng là để nó hay được thì đầu tiên là mình phải có một cái sự trăn trở, phải có những cái tình cảm rất sâu đậm thì mới có thể ra được một cái tác phẩm hay. Tác phẩm Quân Gieo Cây Mẹ Quảng Trị Anh Hùng của cha tôi thì là một cái người không phải là người con Quảng Trị, nhưng thực tế là cụ cũng đã có những cái sự quan tâm rất sâu sắc tới cái việc phải viết một cái tác phẩm cho người dân Quảng Trị. Với tâm thế của một cái người lính từ Quảng Trị, từ miền Nam gửi ra đất Bắc. Và tôi nghĩ rằng là cái tác phẩm Quân Gieo Cây Mẹ Quảng Trị Anh Hùng nó cũng đã chạm tới cái tình cảm chung của người dân Quảng Trị. Thế thì hôm nay thì nghe cái bài Mồ Hôi Đá, tôi cũng rất xúc động giống như các anh các chị thế. Và đây là một cái bài rất là mới, tôi cũng hôm nay lần đầu tiên được nghe. Tôi cho rằng đây là một cái tác phẩm rất là hay của một cái thế hệ mới. Nó thể hiện được cái sự kết nối giữa hai thế hệ đã từng trải qua chiến tranh và những cái thế hệ sinh ra sau chiến tranh. Chúng tôi xin được phép hỏi một câu cuối cùng thôi dành cho họa sĩ nhà điêu khắc Trần Lê An. Lúc này thì chúng tôi nhìn thấy là ở bên cạnh ông có một biểu tượng. Và chúng tôi đã kịp nhận ra rằng biểu tượng này chúng tôi đã gặp ở bên bờ Thạch Hãn. Đây là cái mô hình của cái đài chiến thắng sư đoàn 35 đại đoàn Bình Trị Thiên. Cái sư đoàn 35 là thành lập do ba cái trung đoàn. Một trung đoàn của Thừa Thiên, một trung đoàn của Quảng Trị và một trung đoàn của Quảng Bình. Thì đây là một cái đài chiến thắng cho nên là sẽ nhìn thấy là một cái cột chiến thắng cao vút. Và nếu đứng trước cái pho tượng thật thì thế là cứ phải ngước lên rất là cao. Đấy, vì nó cao tới coi như 30 mét cơ. Ở đây tôi có một cái hình tượng là ba cái mũi tên là đại diện cho ba lực lượng vũ trang địa phương, dân quân du kích và lực lượng chủ lực. Đấy. Cũng xin giới thiệu cái đài này đã được xếp vào hạng là di tích quốc gia đặc biệt cùng với cái cụm di tích thành cổ Quảng Trị. Xin hết. Khi nó đặt ở bên dòng Thạch Hãn đúng không ạ? Đó là con sông để nhắc nhớ chúng ta rằng có một thời ở đó đã chất chứa nhiều đau thương như thế. Nhưng đó cũng là con sông mà ngày hôm nay chúng ta có thể tự hào. Mỗi khi ai đến Quảng Trị cũng đều mong muốn rằng sẽ được thả một nhành hoa đăng xuống dòng sông ấy. Nó giống như một cách để sưởi ấm trái tim mình. Bởi vì nếu như không có quá khứ ấy, không bao giờ có một Quảng Trị của ngày hôm nay và không bao giờ có một Việt Nam của ngày hôm nay.